Những ngày vừa qua, ở khu vực miền Nam bắt đầu xảy ra mưa lớn, mực nước vùng thượng lưu hệ thống sông Đồng Nai và sông La Ngà đang lên cao. Đại khí thượng Thủy Văn tại tỉnh này đã đưa ra cảnh báo về khả năng xảy ra ngập lụt, sạt lở tại một số khu vực vào thời gian sắp tới. Người dân cần chú ý đề phòng cảnh giác. Cơ quan chức năng cảnh báo mực nước tại trạm Phú Hiệp, sông La Ngà biến đổi chậm, trạm Tà Lai, sông Đồng Nai lên nhanh và ở mức cao. Nguy cơ có lũ tại các sông này Hiện nay, mưa tiếp tục diễn ra ở đầu nguồn, do đó khu vực có khả năng xảy ra lũ, gồm sông La Ngà, đoạn Thường Lưu, sông Đồng Nai, đến các huyện Định Quán, Tân Phú. Cần đề phòng khả năng có mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối, các vùng trũng thấp, mức độ rủi ro thiên tai do lũ trên sông La Ngà, Đồng Nai ở cấp độ 1. Cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các huyện Tân Phú, Định Quán và các địa bàn lân cận cảnh báo mực nước trên các sông suối vùng thường lưu hệ thống sông đồng nai ở mức khá cao có nguy cơ ghi ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông suối ảnh hưởng bất lợi đến các hoạt động giao thông thủy nuôi trồng thủy sản sản xuất nông nghiệp